Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp Việt Nam từ bắt đầu sơ khai cho đến hiện tại đã trải qua vô vàn những thăng trầm biến cố. Các tuyển thủ đến và đi như một lẽ tất yếu cho sự đào thải của môi trường khắc nghiệt. Ở vị trí xạ thủ, RG từng được xưng tụng là thần đồng, Minas được các ngợi là xạ thủ hàng đầu Đông Nam Á, No Way được mệnh danh là No Pain, vân vân. Tuy nhiên, cho đến hiện tại chỉ có duy nhất một tuyển thủ được giới chuyên môn đánh giá là hoàn hảo nhất trong vai trò xạ thủ của Việt Nam từ trước đến nay, không ai khác là Slater. Slater, tên thật là Nguyễn Linh Vương, sinh ngày 22 tháng 11 năm 2000. Slater được biết đến với thành tích học tập xuất sắc, đạt danh hiệu học sinh giỏi 10 năm liền. Slater còn chứng tỏ khả năng đáng nể khi giữ vị trí top 1 thách đấu máy chủ Việt lúc chưa đầy 17 tuổi. Đội tuyển đầu tiên đưa gia nhập là E-Hub United. Vào thời điểm đó, cộng đồng liên minh huyền thoại khá nhiều người biết đến cậu bé tài năng này. Thế nên, ngay khi đủ tuổi, Slater được đồng đội tin tưởng và giao cho vị trí xạ thủ chính thức dù còn non trẻ. E-Hub tuy là đội tuyển tiềm năng nhưng không phải là một đội tuyển mạnh, vì thế những gì mà Slater đạt được là không nhiều. Mùa hè 2017, anh gia nhập FTV Esports, một đội tuyển mới thành lập bởi ông chủ Huỳnh Phương. FTV mùa giải đó không đạt được thứ hạng cao, nhưng cá nhân Slater thi đấu cực kỳ xuất sắc và lọt vào mắt xanh của giáo sư 10 tỷ Optimus. Sau mùa giải này, anh vướng phải drama giữa ba bên Optimus, Slater, Huỳnh Phương. Tuy nhiên, Linh Vương còn quá nhỏ tuổi nên người hâm mộ và cả ông chủ Huỳnh Phương cũng bỏ qua và không làm nói chuyện. Nếu không, có lẽ anh đã đi vào vết xe đổ của Minas năm ấy. Ghét bỏ drama, Slater đi theo tiếng gọi của đàn anh Optimus gia nhập Sky Gaming Đắk Lắk. Đây là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp game thủ của anh. Nhưng không may cho cả Musk và The khi HGD không thể thăng hạng VCSA thành công. Người hâm mộ thời điểm này không tiếc lời dè biểu, phi bán dành cho chàng xạ thủ trẻ. Không vì vậy mà bỏ cuộc, HGD quyết tâm một lần nữa và thành công cũng đã đến. Mùa giải đầu tiên Sky Gaming Đắk Lắk gặp mặt tại đấu trường liên minh huyền thoại cao nhất Việt Nam. Họ thi đấu cực kỳ công hiến và thăng hoa, làm nên nhiều trận đấu kỷ lục về lượt xem trực tiếp. Tiêu biểu là cuộc đại chiến Valentine với phong vụ Buffalo. Sau giai đoạn vòng bảng, HGD có cho mình hệ số 10-4 và có mặt ở trận bán kết. Tuy nhiên khi vào bán kết, Sky Gaming Đắk Lắk nhanh chóng tan vỡ trước sức ép của một team EVS đang lên. Dẫu cho Slater khi đó không hề kém cạnh xạ thủ bên kia chiến tuyến là No Way, nhưng những chiến thuật tinh quái của thầy Quyền, sự điềm tĩnh của ngôi sao một thời Stark, sự thăng hoa của Địa Một cũng như bộ đôi No Way, Ron OP ổn định đã giết chết HGD đầy tham vọng. Cú vấp ngã đó khó nuốt trôi với các thành viên của đội, và đặc biệt là Slater bởi Evolve giai đoạn đó không thể mạnh được như phong vụ Buffalo. Cuộc đối đầu này chỉ là 8 lạng nửa cân, nhưng tỷ số 1-3 chung cuộc chứng tỏ họ còn non kém. Mùa hè 2019, Sky Gaming Đắk Lắk đổi tên thành Team Flash và vẫn giữ nguyên dạng nhân sự. Tại đây, đội quân Autobot Tây Nguyên năm nào đã cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ trong lối chơi và cách vận hành của toàn đội. Sau giai đoạn vòng bảng, Flash đạt thành tích tương tự mùa xuân, đó là hệ số 14 của vị trí hạng 2. Bước vào playoff, Flash đụng độ Buffalo, đội tuyển là đổi tên thành Dashing và không còn sự phục vụ của siêu sao Zeros. Flash nhanh chóng đàn áp DBL với tỷ số 3-1. Slater là người nổ chủ lực bắn tan đội hình đối thủ, bất chấp việc Piccolo cũng là xạ thủ đẳng cấp và sừng sỏ. Tại trận chung kết, cuộc đối đầu giữa Flash và Gam được cho là trận đấu đầy duyên nợ giữa những người cũ với nhau: Optimus, Levi, Optimus, Tinicool. Gam khi đó không có được một xạ thủ chất lượng đúng nghĩa như Flash. Slater chỉ là vị trí quan trọng nhất trong đội hình, có khả năng ao trên và gồng gánh cả đội. Tuy nhiên, trước một meta có quá nhiều đấu sĩ băm bổ và chiến thuật người đàn ông nuôi mèo đặc dị, Flash đã bị hủy diệt 0-3 và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch VCS. Tuy nhiên, họ vẫn còn cơ hội đến với chung kết thế giới nếu thắng loạt BO5 từ Loki. Cánh cửa để đến với chung kết thế giới vào lúc này với Flash nói chung và Slater nói riêng đang rộng mở hơn bao giờ hết. Tuy vậy, Flash đã đánh mất mình và tan vỡ 1-3 trước Loki, dẫu cho họ có lợi thế tâm lý khi thắng ván 1. Trong chiến thắng duy nhất ở ván 1 đó, đáng buồn thay cho Slater khi người được sử dụng lại là Artemis. Trong 3 ván tiếp theo, Celebrity bên kia chiến tuyến với kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của mình không hề ngán ngại Slater. Hai xạ thủ thi đấu vô cùng sòng phẳng. Dù Slater vẫn là ngôi sao sáng, nhưng chàng trai trẻ này không đủ sức gồng cánh cả đội. Loki xuất sắc giành vé đến với chung kết thế giới, Flash ở lại với vô vàn vấn đề nan giải cả nội bộ lẫn bên ngoài đội tuyển. Optimus sau khoảng thời gian gắn bó đã quyết định rời đội. Con đường phía trước của Slater đã không còn người anh thân thiết đi cùng. SGD Team Flash năm 2019 nhìn trên tổng thể không khác mấy so với Royal Never Give Up, bởi lối chơi dồn hết tài nguyên cho xạ thủ là chủ đạo. Các nhân tố khác trong đội hình chỉ mang tính chất làm nền, hỗ trợ và làm tất cả để Slater được chơi. Optimus trong khoảng thời gian này hay bị chỉ trích là không còn giữ được phong độ như năm 2017, bởi anh thường xuyên thua đường và bị bỏ xa chỉ số lính nếu so với đối thủ bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, mấy ai hiểu rằng
Hệ quả này bắt nguồn từ việc giáo sư 10 tỷ thường đi wrong để hỗ trợ đồng đội, đặc biệt là Slater. Anh còn chủ động chọn các vị tướng làm nền, bảo kê là chính để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người đàn em trẻ tuổi. Và như thực tế, Slater đã không làm tất cả phải thất vọng. Anh đáp ứng được kỳ vọng của những người đồng đội và khán giả. Có thể nói chân lý của Flash khi ấy là Slater còn sống là còn đánh được. Tuy nhiên, một câu slogan khác cũng phản ánh một điểm trừ ở Slater, đó là con Slater được chơi bởi Kaisa. Các đội tuyển khi đối đầu với Flash thường phải dành một lượt cấm Kaisa cho Slater. Nếu không, anh sẽ hủy diệt. Nhưng đôi khi người ta có cảm giác rằng nếu không được chơi Kaisa, Slater sẽ không phải là Slater. Mùa xuân 2020, Flash có thêm sự bổ sung nhân sự ở vị trí điều trên khi Yoshino gia nhập, cạnh tranh suất đánh chính cùng với Stark. Katy đi để trở về khi trước đây cậu bé Puppy K từng là dự bị cho Optimus, sau đó trôi dạt sang Super Guys Destroy và giờ quay về mái nhà xưa với cái tên mới, Katy. Sự ra đi của Optimus đã để lại nhiều hoài nghi cũng như nỗi lo trong lòng người hâm mộ, bởi trọng trách người đội trưởng giờ sẽ phụ thuộc vào ai? Liệu Flash có còn những miếng đánh đặc gì như đánh nhà cho anh hay không? Bước vào giải đấu, Flash vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội tuyển top trên khi liên tục có những chiến thắng hết sức thuyết phục. Kết thúc giai đoạn mùng bảng, lần thứ 3 liên tiếp Flash có hệ số 14 và xếp thứ 2. Khi giai đoạn playoff bắt đầu, vấn đề của Flash lại phải đối mặt, đó là Yoshino không thể thi đấu, Stark quay lại đội hình chính sau khi dự bị liên tiếp trong khoảng thời gian dài. Đối thủ đầu tiên của Flash là Evos, một đội tuyển với dàn nhân sự không quá xuất sắc nhưng đã bất ngờ đánh bại Secret trước đó. Tuy nhiên, Flash đã không cho Evos có cơ hội khi họ nhanh chóng ấn định tỷ số 3-1. Như một lẽ tất nhiên, Slater vẫn là ngôi sao sáng nhất trong một cuộc chinh phục chiếc cúp VCS. Cuộc chiến giữa Gam và Flash tại trận chung kết tái hiện trận chung kết mùa hè 2019. Cũng như lần trước, khán giả không ai tin rằng Flash có thể thắng nổi Gam, bởi khi đó, Gam là một super team tại VCS với rất nhiều cái tên sừng sỏ như Kiaya, Địa 1, Zeros, Palette, Levi. Bước vào loạt BO5, hai đội đã cống hiến cho người xem 5 ván đấu gần như hay nhất lịch sử VCS. Flash vừa lên dẫn trước trong ván 1 và 3, Gam gỡ hòa ở 2 và 4 để đến game 5 quyết định. Tại ván đấu này, dù Gam liên tục dẫn trước trong giai đoạn đầu, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Flash liên tục giao tranh thắng lợi. Đến điểm là phút 29 của ván đấu, Slater có pha tốc biến, bản năng sát thủ vào đội hình 4 người của Gam. Tuy nhiên, anh vẫn sống sót và thoát ra, đó gần như là dấu chấm hết cho Gam. Flash sau tất cả đã lên ngôi vô địch trong sự bất ngờ tột độ của người hâm mộ. Cơ hội cho Slater tiến ra đấu trường quốc tế với MSI rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà dấu này bị hủy bỏ, Slater và Flash phải đợi đến mùa hè để tranh suất đi chung kết thế giới. Giai đoạn mùa hè, Flash trở thành super team khi mang về chính mình Palette và Prophet. Nhưng vì điều lệ giải đấu mà Prophet không được thi đấu, tứ binh trẻ Ego cũng được đôn lên đội hình chính. Sau giai đoạn vòng bảng, Flash đạt hạng 2 vòng bảng với hệ số 11-3. Do thể thức thi đấu mới của vòng playoff nên Flash sẽ gặp Secret ở trận đấu đầu tiên. Bằng chiến thuật tối thượng Slater Kaisa của mình, Flash dứt điểm ở mật giáo 3-1 để bước vào chung kết nhanh thắng gặp Gam, tái hiện hai trận chung kết trước đó. Đội thắng trong loạt BO5 này sẽ có mặt tại chung kết tổng cũng như chắc suất đến với chung kết thế giới 2020. Gam sau thất bại đáng tiếc của mùa xuân vẫn duy trì được sức mạnh của mình và việc thống trị giai đoạn vòng bảng cũng như đè bẹp Cerberus 3-0 trong trận playoff trước đó. Với khí thế hừng hực, Gam dẫn trước Flash 2-0, nhưng bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng. Flash lật kèo bằng mạch 3 trận thắng liên tiếp sau đó để đẩy Gam xuống nhanh thua, ghi tới mình vào trận chung kết tổng. Tại chung kết tổng, Flash vẫn gặp lại đối thủ duyên nợ Gam một lần nữa. Gam có truyền thống đó là thường sẽ thất bại những trận BO5 kéo dài 5 ván, lần này cũng không ngoại lệ. Sau cuộc rượt đuổi tỷ số cân não khi Flash vừa lên dẫn trước trong ván 1, 3, Gam gỡ lại trong ván 2 và 4 thì cái kết đã đến. Flash thắng trong trận đấu định mệnh đó để bảo vệ thành công ngôi vô địch cùng với tấm vé thẳng đến vòng bảng chung kết thế giới. Slater không còn đơn thuần là One James Kaisa, mà thay vào đó là nhiều con bài được anh tung ra. Flash không chỉ còn duy nhất một mũi nhọn là Slater, khi mà Katy, Yoshino, Ego cũng là những mũi nhọn thượng hạng. Nếu địa một tiếc nuối vì liên tục về nhì thì Slater còn tiếc nuối hơn bởi hai cơ hội đến với quốc tế đều bị dập tắt. Hai đội tuyển Việt Nam không thể đến với chung kết thế giới, Slater buộc phải ngồi nhà xem giải đấu qua màn hình. Trong giai đoạn chuyển nhượng vừa qua, Slater đã có quyết định bất ngờ khi chia tay Flash để đến với Team Secret, hội ngộ với hai người đồng đội cũ là Antifact và CBL. Với tài năng cũng như tham vọng của mình, chắc chắn mục tiêu của Slater vẫn là ngôi vương VCS và tiến đến giải đấu MSI. Slater là sát thủ giữ phong độ rất tốt, từ ngày anh còn thi đấu cho eHub hay thời điểm tại FTV,
dù đội tuyển không mấy thành công, nhưng anh vẫn luôn là xạ thủ hàng đầu VCS. Slater rất thông minh trong cách đi đường, biết cách xử lý các kèo đấu 2-2, như pha trao đổi chiêu thức từ hòa đến có lợi, cùng với khả năng farm cực ổn. Trong giao tranh, Slater rất tỉnh táo, giữ vị trí tốt, biết tiến lùi đúng lúc và xả sát thương cháy máy. Anh luôn hiểu rằng nguy hiểm có thể đến từ đâu để tránh né những nguy hiểm đó. Trong các pha xử lý kỹ năng, Slater cho thấy sự hoa mỹ và tinh tế, đó là cách xử lý đẹp mắt táo bạo nhưng có cơ sở khiến cho người xem phải trầm trồ và cảm thấy mãn nhãn. Với những thành công như hiện tại, Slater đã thoát ra khỏi những lời dè biểu lăng mạ, chê trách kể từ khi anh rời FTV. Slater đang chứng minh rằng quyết định khi đó của cậu nhóc Slater là đúng, để rồi giờ đây anh chính là viên ngọc sáng nhất của vị trí xạ thủ số 1 Việt Nam.